Em xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Tin Thắng anh em. Mình lên tiếp cho anh em một cái giăng ma Tết 70. Máy còn đẹp quá anh em ạ. Em quay chi tiết cho anh em mình coi. Trước tiên là bô e zin đó bạn. Tấm giường bô e bô lửa đầy đủ luôn. Nó có mỏ, uổng nó mỏ anh em ạ. Mỏ mẻ nếu không bóng zin thì còn nguyên xi. Máy thì nó gì đây, nó đẹp gì đây, cái lắp này giá đèn này còn nguyên xi mà nhìn thấy bóng đen thui rồi mất rồi. Giăng ma nó hết 70 nó tông 80 ly. Hơi khói lam lam nha nè, rất đẹp quá trời đẹp. Em nghĩ về chắc kệ anh em chạy qua đây nữa hết, lấp quá rồi đó. Hey, khói lam lam luôn. Lấy quá, cái nóc quá rồi đã luôn. Ủa quá anh em ơi. À, anh nghĩ là anh em về chạy qua đây nó hết vì có mấy cái lốc quá trời đẹp. Sao mấy cái lốc nó quá trời đẹp mà sao em không hiểu sao mà nó chạy ra khối lâm lâm bị máy này máy bãi nha anh em. Bởi vì nên mình cũng không biết là nằm lâu nó có bị dính bạc không, nhưng mà theo em thấy thì cái lốc với cái nắp phi láp này thì chắc ăn cái máy không vừa tệ, chắc chắn với anh em luôn. Anh em nhìn lốc nó đẹp nè, rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn ha. Cái máy này phải mà nó không ra khói lầm lam là về bán giá cao lắm anh em ơi. Ra khói lầm lam mẹ không biết là khói bu hay khói gì em không biết nha, là
Có máy này em tính anh em là 5 triệu bao ship anh em. Anh em lưu ý nha. Mấy cái lốc cực kỳ đã luôn anh em, về rửa thêm. Rất là đẹp. 0690. Nhờ con qua con test giùm giữa con cái nó chị. Dạ, để con gắn trong dầu. 0690. Cái nhìn cái máy là không có chê đâu được. Rồi có gum luôn. Cái máy gì là không bao giờ thể nào nó tệ được mà sao nó chạy ra khối lâm lâm. Nhìn cái dàn áo này chắc chắn có máy không vừa tệ nữa nè. Làm gì rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Máy này em bán anh em là 5 triệu bao ship luôn. Rồi anh em nào mua tại chỗ thì em tính anh em 4.6 nè. Máy cực kỳ, em nhìn cái lốc em nghĩ chạy qua đây hết anh em. Vậy này là ra khối lâm lâm nhẹ mà em biết khối bô là có gì em biết. Lên nhóm ra lớn thì nó cánh gầm gầm như nó dư dầu hay sao mình không biết. Đã bán cho anh em là 4.6, phí ship 400 anh em. Còn anh em bà con địa phương lại thì em bán là 4.6 ha. Còn anh em nào chốt thì cái phương thức thanh toán bên em rất đơn giản, anh em cầm đúng cái tiền phí thôi. Còn còn lại là anh em kiểm tra số CG, đúng số CG rồi đổ nhất qua test máy anh em. Máy này quá đã luôn. Mình cái con này là không được để được. Chưa có nhả màu. Máy thì em bao zin anh em. Chắc chắn anh em là em bao zin. Máy này đẹp cực kỳ luôn. Rồi tắt điện ra. Máy đẹp gì đâu quá trời. Anh em nhìn nó flash nè. Con nguyên si cái tay này nó chưa xét rồi anh em hiểu rồi đó. Mà sao nẹt ra nó hơi ra khối lâm lâm. Rồi anh em bán rẻ cho anh em luôn. Rồi chào anh em nha. Cảm ơn con nhiều nha.